Tiếp theo chương trình là một thông tin y tế nổi bật nhất tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, bác sĩ Ngô Quang Hùng, người đầu tiên chữa khỏi bệnh xương khớp thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp cấy chỉ. Đây là bước tiến mới trong nền y học cổ truyền Việt Nam và được y học thế giới đánh giá rất cao. Dùng cây kim cấy chỉ chữa bệnh cho mọi người, bác sĩ Ngô Quang Hùng đã giúp hàng ngàn người khỏi bệnh xương khớp thoát vị đĩa đệm mà không cần phẫu thuật. Nổi tiếng khắp trong Nam và ngoài Bắc, chính vì vậy mà trong những năm vừa qua, phòng khám của ông thu hút hàng trăm lượt bệnh nhân tới thăm khám mỗi ngày. Nhắc tới thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, người dân nơi đây ai cũng biết bởi ông là người tiên phong đưa phương pháp cấy chỉ chữa bệnh xương khớp thoái hóa cột sống rất thành công. Hiện ông đang là trưởng khoa châm cứu của Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội. Tuy công tác bận rộn như vậy, nhưng hàng tuần ông vẫn dành thời gian khám chữa cho bệnh nhân. Cuối tuần nào cũng vậy, không hẹn mà lên, các bệnh nhân đều đến chật kín phòng khám, chờ đợi để đến lượt khám bệnh. Các bệnh nhân đến với ông đều là những bệnh nhân mắc các bệnh như thoái hóa cột sống, vôi hóa cột sống, gai cột sống, viêm khớp, thoát vị đĩa đệm, liệt dây thần kinh số 7, viêm mũi, viêm xoang, hen phế quản đã điều trị bằng Tây y nhưng không thấy chuyển biến hay điều trị nhiều nơi mà không mang lại hiệu quả cao. Hiện nay đa số bệnh nhân mắc bệnh xương khớp, thoái hóa, thoát vị đều tìm đến điều trị Tây y như là một biện pháp duy nhất, mà họ không hiểu rằng việc sử dụng thuốc Tây y kéo dài sẽ gây ra suy gan, suy thận, viêm loét dạ dày tá tràng hoặc các bệnh nguy hiểm khác. Phương pháp cấy chỉ cắt guýt vào huyệt vị được chúng tôi áp dụng rất hiệu quả tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông. Với phương pháp này, chúng tôi đã giúp được rất nhiều bệnh nhân không cần phẫu thuật, hoàn toàn không sử dụng thuốc Tây y, tránh các biến chứng nguy hiểm do thuốc Tây gây ra. Tiếng lành đồn xa, người này khỏi bệnh lại mách cho người kia. Người bệnh khắp nơi trên cả nước tìm tới thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng mỗi ngày một đông với một niềm tin lớn về một bác sĩ vừa có tài vừa có tâm. Cô mắc bệnh đau cổ vai gáy và tê buốt xuống tận cánh tay này. Rất là vô tình, cô lại xem ở trên Facebook thì cô thấy là nói là cái viện cấy chỉ của mình rất là tốt. Cô rất là mừng bởi vì là sau cái lần cấy chỉ lần đầu mà cô cảm thấy rằng là cái bệnh của cô nó thể giảm được khoảng 90%. Cô thấy là phương pháp cấy chỉ này thì rất là tuyệt vời, bởi vì là với những người bệnh như cô thì nếu như dùng thuốc Tây, Tây y hoặc là những phương pháp khác thì không có hiệu quả hoặc là ảnh hưởng rất nhiều đến dạ dày. Thế phương pháp cấy chỉ này thì có hiệu quả và không ảnh hưởng đến, không có những cái tác dụng phụ. Cô thấy là sau cấy chỉ rất thoải mái, dễ chịu và chỉ có 2 ngày sau là cô thấy hiệu quả. 2 ngày sau cấy chỉ cô thấy hiệu quả, chuyển biến rõ rệt. Cô bị thoái hóa hai đốt sống cổ với lại thoái hóa hai đốt lưng, ngay thắt lưng á. Thì cô nghe là có chi nhánh ở đây á, chi nhánh ở Dĩ An, mở tại Đông Hòa, Dĩ An. Thì cô mới lên thì cũng, cái này mình cũng chưa có tìm hiểu được là cấy như thế nào, nhưng mà được lên đây được nghe các bác sĩ tư vấn thì mình hiểu được. Và cô cấy một lần thứ nhất cách 2 tuần sau cô cấy một lần nữa, thì tính ra cô cấy này là cách coi như cô cấy được 2 lần thì bây giờ người nó khỏe cũng hơn 80%. Như cái cổ cô là giờ hết hẳn luôn. Sẵn gặp chương trình á, cũng có vài lời nói để cho nhiều người không có hiểu, ví dụ như người mình chưa có biết được cái chương trình này, chưa biết cái cách chữa bệnh này thì mình cũng yên tâm. Những cuộc điện thoại báo tin đã khỏi bệnh cùng với những lời cảm ơn chân thành của bệnh nhân đã biến thành niềm vui và động lực để ông tiếp tục nghiên cứu về phương pháp cấy chỉ này. Cái tên bác sĩ Ngô Quang Hùng giờ đây ngày càng quen thuộc với người dân Hà Thành và người dân khắp cả nước về một biệt tài chữa bệnh xương khớp thoái hóa cột sống bằng phương pháp cấy chỉ. Nhiều bệnh nhân mắc thoát vị đĩa đệm hay thoái hóa đã có chỉ định phẫu thuật của Tây y với chi phí hàng trăm triệu đồng cũng được ông chữa khỏi sau 3 đến 4 lần cấy chỉ với chi phí chỉ bằng 1/10 so với phẫu thuật. Gần 60 tuổi đời, hơn 30 tuổi nghề, có cơ duyên với cấy chỉ từ khi phương pháp này còn sơ khai, ông đã dành trọn cả cuộc đời để nghiên cứu ứng dụng phương pháp cấy chỉ cho mọi người. Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng luôn cho rằng hào quang của y học là nó luôn tiến về phía trước và luôn luôn có thêm nhiều điều để học. Những bệnh tật của ngày hôm nay không che phủ chân trời của ngày mai mà thúc đẩy nỗ lực lớn hơn nữa. Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, người có tầm nhìn rộng, sớm nhận ra hiệu quả kỳ diệu của cấy chỉ trong việc chữa bệnh và đặc biệt tin vào tương lai sáng lạn của phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc này ở Việt Nam. Hàng ngày ông vẫn mang những nhiệt huyết trong con người mình truyền dạy cho thế hệ bác sĩ trẻ hôm nay để kế nghiệp và phát huy những tinh hoa truyền thống của nền y học cổ truyền của Việt Nam.
Cứu người giúp đời luôn là một nghề cao quý. Xin được chúc cho ông luôn mạnh khỏe và bình an để có thể mang lại hạnh phúc cho nhiều người hơn nữa. Câu chuyện về bác sĩ Ngô Quang Hùng cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.